đây là tiệm Hobby Lobby. Các cái hình tiệm này là có các cái hình khung hình tranh ảnh, các trang trí nhà cửa, áo quần, trang trí các cái in áo, in quần gì đó. Mình sẽ mua những cái áo, những cái quần trắng. Chơi nè, bay có đầy đủ đó, có đầy đủ luôn. Sẽ hơn mô hình chất kiện mình sẽ ráp nữa đó. Mua mô hình mình ráp đó, thấy không? Nhiều hơn đó, đầy đủ đồ này không nè, trắng đồ trống không có.
Xong rồi đây là tất cả những gì ở trong tiệm. Một cái tiệm gọi là tiệm phi lực điện. Cảm ơn mọi người đã xem.